Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp tư lệnh Bộ thực thi pháp luật Iran, chuẩn tướng Ahmad Reza Radan đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Thực thi Pháp luật Iran đến Việt Nam, Thủ tướng cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Iran mùa 1973 2023. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam-Iran trong hơn nửa thế kỷ qua phát triển nhiều mặt. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Iran trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, khoa học, kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp, an ninh, quốc phòng, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn và những tình cảm của Việt Nam dành cho Iran trong suốt những năm qua. Tư lệnh Bộ Thực thi Pháp luật Iran Ahmad Reza Radan chuyển lời mời của Phó Tổng thống thứ nhất Iran, Mohammad Mokhber, mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Iran, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam Iran. Chúc mừng về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội và vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng cao trong khu vực và quốc tế. Tư lệnh Bộ thực thi pháp luật Iran khẳng định, Việt Nam luôn có vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của Iran, cho rằng Việt Nam và Iran còn nhiều dư địa hợp tác. Iran mong muốn và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng. Thông tin tới Thủ tướng về kết quả hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Thực thi Pháp luật Iran và Bộ Công an Việt Nam. Tư lệnh Ahmad Reza Radan cho biết hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đưa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là một nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, khai thác các tiềm năng của hai bên như xuất nhập khẩu nông thủy sản, ngành Hà Lan, nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí về hợp tác an ninh quốc phòng thủ tướng đề nghị tích cực trao đổi thông tin và thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể theo tinh thần các văn bản hợp tác vừa ký kết giữa bộ công an việt nam với bộ tư lệnh thực thi pháp luật và bộ nội vụ iran trong an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm nhất là phòng chống khủng bố an ninh mạng